Xin chào Việt Nam. Hôm nay ở bài học Angular Firebase tiếp theo, chúng ta sẽ nâng cấp giao diện Improving the App Style bằng cách thêm các câu CSS. Đầu tiên sẽ là map toolbar. Chúng ta sẽ chỉnh margin của class này thành 20 pixel. Tương tự như vậy cho các class sau. Chúng ta sẽ khai báo CSS ở file app.component.css cho nó ăn tất cả các trang. Còn là chỉ ăn CSS ở từng component thì ta sẽ khai báo CSS ở riêng component. Ví dụ như ở tab component thì ta sẽ khai báo tab.component.css, thì những câu lệnh style sheet sẽ chỉ ăn đối với component này. Các bạn là sẽ làm tương tự với các class sau.
Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.